Bạn đang cần bằng tiến sĩ để phục vụ cho việc tiến thân, hoặc để thực hiện một âm mưu đồ gì đó, hoặc chỉ để đem khoe lấy le cùng bá tánh, vâng, hãy đến với lò đào tạo tiến sĩ siêu cấp tốc của chúng tôi, bạn sẽ được như ý. Mọi nhu cầu của các bạn sẽ được chúng tôi đáp ứng một cách nhanh chóng và gọn lẹ. Trung tâm của chúng tôi cam kết sẽ hoàn tiền lại cho các bạn nếu như có một cơ sở nào đào tạo trình độ tiến sĩ mà thời gian nhanh hơn cơ sở đào tạo của chúng tôi. Thông báo tuyển sinh. Lò đào tạo tiến sĩ siêu cấp tốc xin thông báo tuyển sinh đến tất cả các cử nhân, thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Hiện tại, lò của chúng tôi đang tuyển sinh chiêu mộ hiền tài đào tạo tiến sĩ các ngành như sau: tiến sĩ luật nhân quả, tiến sĩ luật hành chính, tiến sĩ kinh tế, tiến sĩ thanh nhạc, tiến sĩ võ thuật, tiến sĩ trộn hồ hay còn gọi là tiến sĩ cu ly, tiến sĩ in ấn hay gọi là tiến sĩ giấy, vân vân và vân vân. Nói chung là chúng tôi đào tạo tất cả các ngành nghề trong xã hội trừ nghề y dược vì liên quan đến sức khỏe và tính mạng. Ngành này sơ xuất có chuyện gì xảy ra thì nguy hiểm lắm, khả năng bốc lịch rất là cao. Lò đào tạo tiến sĩ siêu tốc của chúng tôi có thời gian đào tạo nhanh chóng chưa tới 2 năm. Đặc biệt, nghiên cứu sinh có thể rút ngắn thời gian đào tạo tùy theo khả năng năng lực của túi tiền và sự siêu phàm của nghiên cứu sinh. Thành phần giáo sư hướng dẫn dày dặn kiến thức, đa thành phần, đa chủng tộc, đa hệ, nhiều kinh nghiệm, sẵn sàng giúp đỡ nghiên cứu sinh tìm tài liệu, làm luận án trong thời gian ngắn nhất có thể. Hội đồng đánh giá nhiệt tình, vui tính, sẵn sàng tận tâm tăng bốc thí sinh lên tận mây xanh, cho dù luận văn hay hay dở, không quan trọng, quan trọng phong bì dày hay mỏng. Đội ngũ khách mời đa dạng, nhiều thành phần, đa nhân cách, độ nịnh hót không thua gì hội đồng. Đến với lò đào tạo của chúng tôi, nghiên cứu sinh không cần lo gì cả vì đầu vô đơn giản, đầu ra dễ dàng. Lò sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất, có lợi nhất cho nghiên cứu sinh. Nhưng nghiên cứu sinh cũng phải biết điều, phải đem lại một chút lợi ích gì đó cho lò chúng tôi, để chúng tôi vui vẻ hợp tác, đôi bên cùng có lợi, với phương châm bạn được phong bằng, tôi được phong bì. Lò đào tạo tiến sĩ siêu cấp tốc xin trân trọng thông báo: các cử nhân thạc sĩ có nhu cầu hãy nhanh tay mua và nộp hồ sơ, kẻo bỏ lỡ dịp may hiếm có này, vì mấy ngàn năm nay mới có một chương trình đào tạo như thế này. Xin trân trọng thông báo và thông báo. Xin nhiệt liệt hân hoan chào mừng toàn thể quý vị khán thính giả đã đến với chương trình Ai là Tu Hú. Kính thưa quý vị, chương trình Ai là Tu Hú của chúng tôi với mục đích phản ánh những sàm tăng, ma tăng có những lời thuyết giảng bậy bạ, sai trái, những lời ma mị lừa dối chúng sanh và những ma tăng mượn đạo tạo đời, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, làm điều bất chính. Với mong muốn thức tỉnh cho những ai còn u mê, nghe theo những lời giảng dụ của các tà sư tà tăng này mà đi sai đường và bị các tà sư tà tăng này lợi dụng, tiền mất tật mang, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe vì sử dụng những phương thuốc được cho là thần dược mà các vị tà sư tà tăng này bày ra nhằm mục đích kinh doanh trục lợi. Những lời quảng cáo giới thiệu thổi phồng công dụng các loại thực phẩm, những loại thuốc bình thường như một thần dược ấy, thế mà vẫn có nhiều người nghe và tin theo, không ngại bỏ ra một số tiền lớn để mua về và sử dụng, cũng chỉ vì tin vào cái áo màu vàng và cái đầu chọc với mác là nhà sư. Vì trong tâm niệm tâm thức con người từ xưa tới nay luôn tôn trọng cung kính các vị tăng sư, các nhà tu hành, với quan niệm ăn sâu vào tiềm thức là các nhà sư, nhà tu hành không bao giờ nói dối hay lừa gạt chúng sanh. Nhưng quan niệm đó chỉ đúng với thời xa xưa, với các bậc chân tu, còn thời nay thật giả lẫn lộn, không ít các ma tăng trà trộn vào hàng ngũ tăng chúng để trục lợi và phá đạo. Vì vậy tôi mong muốn mọi người hãy tỉnh táo mà nhìn nhận sự việc, không nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời chỉ dạy của các ma tăng sàm tăng, không khéo sẽ đi vào con đường ma đạo. Trở lại với chương trình Ai là Tu Hú, hôm nay là ngài Thích Tệ Hại, ông chủ xưởng sản xuất nước tương Long Hương Ta Ma Tăng. Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu một sản phẩm, đó là keo dính chuột, ý lộn, đó là nước tương Long Hương Ta Ma Tăng giải bách độc. Nước tương Long Hương Ta Ma Tăng được sáng chế và pha trộn bởi một vị tà sư pháp danh là Tệ Hại, được ủ với quy trình tiên tiến hiện đại như truyền thống, quá trình lên men tự nhiên và kích thích bằng một số loại men vi sinh, vi nấm mốc, nguồn gốc không ai biết. Loại nước tương này được sản xuất khá công phu và cầu kỳ. Đầu tiên, đậu nành sẽ được đóng thùng vận chuyển sang sa mạc Sahara, cho lên men 3 năm trong cái nóng 50 độ C. Sau đó vận chuyển sang Nam Cực để ủ lạnh trong nhiệt độ âm 90 độ C trong vòng 2 năm. Tổng thời gian ủ lên men lên đến 5 năm nên giá bán cao vút trên trời, mong mọi người tiêu dùng thông cảm. Trải qua quá trình nhiệt nóng hàn băng trong thời gian nhiều năm nên nước tương Long Hương Ta Ma Tăng chỉ được phong hàn quyết nhiệt, giải được bách độc xuyên tâm,
Sau đây xin mời quý vị và các bạn lắng nghe vị tà sư tệ hại chia sẻ về tác dụng của nước tương Long Hương Ta Ma Tăng. Chúng ta có thể ngậm nước tương, uống nước tương giải độc ngay tại chỗ, ra đi rồi mà làm chuyện khác. Nước tương là nhanh nhất, nước tương nó ngấm rắn độc, khú độc, cái gì độc dính vào cơ thể sử dụng nước tương tamari là tuyệt vời nhất. Thật ra tôi coi nó giống như một cái loại thuốc, thuốc thần, đi đâu tôi cũng kè kè trong người, trên xe, trong vỏ tôi đều có đó. Chiếu một muỗng cà phê sẽ tỉnh, nước tương đúng của mình. Người ta có xỉu đừng có sợ, nếu mà mặn quá người kia nuốt không được thì chúng ta khuấy sắn dây để trên loãng rồi đổ muỗng cà phê nước tương cho người đó uống tỉnh liền. Tất cả những cái người bị xỉu, bị hay xỉu á thì chúng ta xử lý nước tương rất là nhanh. Trường hợp mệt thì sao, uống nước tương tamari với lại trà ba năm nhanh hơn vô nước biển. Vừa rồi là những lời lẽ lừa bịp của tà sư tệ hại về nước tương Long Hương Ta Ma Tăng. Với quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sử dụng toàn lao động nam trong suốt quá trình lên men, chưng cất và đóng chai, nên đảm bảo hương vị của sản phẩm toàn Long Hương nam, không bao giờ có Long Hương nữ lộn vào. Độ mặn của nước tương Long Hương Ta Ma Tăng gấp nhiều lần so với muối, nên có tác dụng lên tăng song với người cao huyết áp. Điều đặc biệt, sản phẩm có thể kết hợp với bột sắn dây để ăn thay cơm mà không cần ăn thêm bất kỳ thực phẩm nào khác. Chú ý, toàn bộ tác dụng công dụng giải độc là do tà sư tệ hại bịa đặt ra để quảng cáo lừa bịp chúng sinh, chứ chưa có bất kỳ một nghiên cứu chứng minh từ các nhà khoa học hay có bất cứ một kiểm duyệt công nhận nào từ cơ quan chức năng về sản phẩm. Những ai trúng độc, đặc biệt là bị rắn độc cắn, tốt nhất nên đi bệnh viện. Không nên tin vào lời tà sư tệ hại dùng nước tương để giải độc, kẻo sớm theo ông theo bà. Cộng đồng cẩn trọng khi mua và sử dụng sản phẩm, kẻo mang cục tức ấm ức vì bị lừa. Xin kính chào ngài tệ hại, rất vui khi một lần nữa gặp lại ngài ở chương trình Ai Là Tu Hú. Và tôi cũng rất cảm ơn ngài vì hãng nước tương của ngài đã tài trợ cho chương trình Ai Là Tu Hú của chúng tôi. Và đáp lại điều đó là chúng tôi đã làm cho ngài một cái quảng cáo hoàn toàn miễn phí. Chúng ta có qua có lại nhé. Thưa ngài tệ hại, trong thời gian vừa qua tôi được biết là có rất nhiều kênh YouTube lên án ngài về mọi mặt. Trong đó có vấn đề là làm từ thiện, thì ngài nghĩ gì về vấn đề này? Nói chuyện từ thiện của tôi á, một chuyện làm của tôi thôi, tất cả các anh YouTube mà đã từng chửi tôi đó, mấy anh tu ngàn đời chưa làm được một việc như tôi đã làm cho xã hội này. Ngài tu hành mà còn ngã mạng hách dịch quá cha, kiểu này là không xong rồi, khó thành lắm. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca thân phận là thái tử nhưng vẫn đi khất thực xin ăn là để giảm bớt tính ngã mạn, kiêu ngạo, hách dịch. Bởi vì những người khất thực xin ăn là thuộc tầng lớp thấp kém nhất trong cái xã hội Ấn Độ thời bấy giờ. Còn ngài tệ hại bây giờ là ăn của đàn na tính thí nhưng mà lại rất là hách dịch và ngã mạn, kiêu ngạo. Thế thì ngài tệ hại cho tôi hỏi câu này, cái nguồn gốc tiền ngài đi làm từ thiện là của ai? Có phải là của đàn na tính thí của Phật tử cúng dường vào không? Và kể cả những cái công ty sản xuất bột sắn dây hay các thực phẩm chức năng, nước tương gì đó của ngài cũng lấy tiền từ Phật tử cúng dường. Thì đây là tiền của đàn na tính thí của Phật tử cúng dường, chứ đâu phải lấy tiền túi của ngài đâu. Mà ngài lên đây mà ngài kể, ngài ngã mạn, ngài khoe khoang. Người tu hành thì làm gì ra tiền mà để có tiền kinh doanh và làm từ thiện. Chẳng qua là ngài chỉ mượn hoa kính Phật thay mặt cho các Phật tử để làm từ thiện từ tiền của họ thôi, chứ không phải là tiền của ngài. Và những công ty ngài kinh doanh cũng vậy, cũng là lấy từ tiền Phật tử mà kinh doanh. Khôn quá trời luôn quý vị, kinh doanh không vốn. Bởi vì ngài đâu có bỏ ra đồng xu các bạn nào đâu, toàn là tiền Phật tử. Công ty có thua lỗ, có phá sản thì cũng chả ảnh hưởng gì tới ngài. Ngài vẫn tu, vẫn ở chùa. Ấy thế mà còn lên đây khoe khoang, ngã mạn và hách dịch. Tôi không biết thầy sẽ tu thành con gì nữa. Nếu tôi có lỗi trong quá khứ để các anh phải mà hận thù, tôi muốn diệt tôi như vậy, thì tôi cũng xin thành thật sám hối với các anh về những nghiệp báo quá khứ của tôi. Quảng cáo sai sự thật, lừa phỉnh chúng sanh để trục lợi, sám hối là xong sao? Dễ dàng cho ngài quá vậy. Và nếu mà nói hiện tại thì mấy anh nhìn lại, kể từ khi mấy anh lên view mà chửi tôi thì tăng view nhiều lắm. Và tăng view nhiều có nghĩa là anh có tiền nhiều, anh dùng đồng tiền đó để nuôi mình, nuôi vợ, nuôi con, nuôi gia đình mình. Thì các anh cũng phải cảm ơn ngược lại tôi, là nếu mà mấy anh không có chửi tôi thì mấy anh không có tiền nhiều. Tôi là thần tài của mấy anh đó. Phải nói câu ngon vậy đó.
Thầy nói này cũng đúng, khi mà lên án thầy mà tôi cũng được tăng view nè, nhưng mà không có nhiều. Cảm ơn thầy nha. Thì cũng mong rằng là chúng ta nên quá giải nghiệp chướng hơn là chúng ta câu thúc cái hơn thua chống đối nhau. Vâng, như vậy cũng tốt mà. Khi nào thầy ăn năn hối hận lên làm clip và phanh phui ra các cái sự thật hết đi. Nước tương có tác dụng như thầy nói không? Một sắng dây nữa. Rồi gạo lứt muối mè có trị được bệnh tiểu đường hay không? Ngài phải lên nói hết sự thật cho cộng đồng biết và xin lỗi cộng đồng. Nếu như ngài dám lên clip phanh phui ra sự thật những gì ngài đã lừa phỉnh, lừa dối, lừa gạt chúng sanh, thì tôi hứa sẽ không bóc mẻ thầy nữa. Chứ đâu có đơn giản là mình đi lừa gạt, lừa đảo chúng sanh rồi bây giờ mình lên nói vài lời qua loa thế là xong sao? Đâu có dễ như vậy. Vừa rồi là ít phút giao lưu để trò chuyện cùng người chơi. Và bây giờ là thời gian để chúng ta bắt đầu đi tìm ai là tu hú. Kính thưa quý vị, ở chương trình kỳ trước thì Ngài Thích Tệ Hại đã vượt qua câu hỏi số 8 với mức điểm thưởng là 100 chai. Tiếp tục chương trình, chúng ta cùng với người chơi Ngài Thích Tệ Hại đi đến với câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 có nội dung như sau. Đối với thầy Tệ Hại thì bệnh tiểu đường sẽ hết vĩnh viễn sau bao lâu? Đáp án A, sau 4 ngày. Đáp án B, sau 40 ngày. Đáp án C, sau 40 năm. Và cuối cùng là đáp án D, không trị hết được. Câu hỏi này có mốc điểm thưởng là 150 chai. Và Ngài Thích Tệ Hại vẫn còn 4 quyền trợ giúp. Nếu thấy khó khăn và không chắc chắn với câu trả lời thì Ngài hoàn toàn có thể sử dụng một trong 4 quyền trợ giúp này. Xin mời người chơi của chương trình Ngài Thích Tệ Hại đưa ra đáp án trả lời cho câu hỏi số 9. 4 ngày đối với tôi thôi, 4 ngày là hết vĩnh viễn không tái lại. Như vậy là người chơi của chương trình đã chọn đáp án A, sau 4 ngày là câu trả lời cho câu hỏi số 9. Wow, không biết ngài thần y Tệ Hại có phương thuốc thần thánh gì mà có thể trị hết vĩnh viễn được bệnh tiểu đường. Người chơi đã chọn đáp án A. Chương trình sẽ đưa ra đáp án sau ít phút dành cho quảng cáo. Trung tâm ứng dụng công nghệ Chư Thiên, công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Lộc Trần Giang, địa chỉ số 18 đường Địa Ngục, phường Âm Phủ, quận Diêm Dương, thành phố Thiên Đình, Chư Thiên Quốc, vừa cho ra mắt một sản phẩm hiện đại tiên tiến và đầy tâm linh quyền ảo, là một sản phẩm chăm sóc tâm linh gọt rửa thân khẩu ý, loại bỏ tham sân si. Đó chính là dầu gội No He chuyên dùng cho các ma tăng, xàm tăng, tục tăng, ác tăng, dân dân. Nói chung là dùng cho các tà tăng, tà sư làm hư đạo pháp. Sản phẩm được bào chế từ các nguyên liệu quý hiếm như sau: 30% bồ đề tâm, 20% từ bi hỷ xả, 10% nhân quả và 40% minh tuệ hương. Được chưng cất trong nồi cơm điện 9981 ngày, cho ra một sản phẩm đậm đặc hoàn hảo, hương thơm ngào ngạt, lan tỏa đi khắp nơi, ra tặng thế giới. Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền tâm linh hiện đại, với các kỹ sư là các chư thiên đầu ngành, dày dặn kinh nghiệm. Đội ngũ nhân viên là các tiên đồng ngọc nữ với trình độ tay nghề cao và được đào tạo bài bản. Với slogan có No He khỏe re đầu chọc, sản phẩm mong muốn đem lại sự trong sạch sẽ cho các tăng ni, trong sáng cho đạo pháp, thanh lọc các tà sư tà tăng ra khỏi trần gian. Sản phẩm có hai loại, màu nâu dùng cho các tà tăng và màu xanh dùng cho các tà ni. Dầu gội No He chuyên dùng cho các xàm tăng, ma tăng, tục tăng, với tác dụng thanh tẩy hồng trần, giảm dần tham sân si, xóa đi tà kiến, biến tà thành chánh, xa lánh thị phi, đi đường chánh đạo. Có No He khỏe re đầu chọc, thanh lọc ma tăng. Tiếp theo chương trình xin đưa ra câu trả lời đúng cho câu hỏi số 9. Xin mời bộ phận kỹ thuật cho tôi biết đâu là đáp án đúng của câu hỏi số 9. Là A. Xin chúc mừng Ngài Thích Tệ Hại đã vượt qua câu hỏi số 9 mà không cần dùng đến quyền trợ giúp nào. Với việc vượt qua câu hỏi số 9 của chương trình thì Ngài Thích Tệ Hại đã đạt được số điểm thưởng lên đến 150 chai. Xin chúc mừng Ngài. Mọi người ở đây cũng như tôi đang thắc mắc là Ngài sẽ dùng cái phương thuốc gì, cái cách gì để chữa cái bệnh tiểu đường sẽ hết vĩnh viễn chỉ sau 4 ngày. Xin mời Ngài chia sẻ cho mọi người được rõ ạ. Bệnh tiểu đường làm ơn làm phước, đừng có uống thuốc tây. Trời ơi, nghe lời thầy sao thấy dễ đăng xuất khỏi server trái đất này chứ vậy. Đường huyết lên bất tử mà không uống thuốc hạ đường huyết xuống thì có nguy cơ là theo ông theo bà rất là cao nha. Nhưng tôi nói nếu bệnh tiểu đường mà không uống thuốc thì không bao giờ bị tim mạch và không bao giờ bị huyết áp. Nói như thầy là bệnh huyết áp với tim mạch là do bệnh tiểu đường à, do thuốc tiểu đường gây ra à.
Ủa này thầy nói làm sao á? Chứ tôi thấy một số người bị bệnh huyết áp với tim mạch, họ có bị tiểu đường đâu, làm sao mà đổ thừa cho uống thuốc tiểu đường được? Bệnh tiểu đường mà uống thuốc tiểu đường mới sanh huyết áp và tim mạch. Nên nhớ điều này. Thật ra chúng ta tìm cái cách nào đó để khi mà chúng ta ăn tiểu đường là nói tới cái chuyện thực phẩm. Nếu mình không ăn đường lấy lý do gì nó tăng hết á. Những cái chất để tăng đường là tinh bột. Mà tinh bột là thực phẩm chính của mình rồi, mình không thể tránh thì phải tìm loại tinh bột không tăng đường huyết. Là tinh bột lứt đỏ, gạo lứt đỏ. Ủa, tinh bột gạo lứt với tinh bột gạo mình có khác gì nhau? Gạo lứt chẳng qua là người ta chỉ lột cái vỏ cháu bên ngoài mà không có gọt bỏ cái lớp cám. Nó còn áo lớp cám thì nó nhiều vitamin B hơn thôi. Còn thành phần tinh bột ở trong thì nó cũng y rang gạo kia chứ có gì khác. Cái này là ma mị lừa gạt chúng sinh để bán gạo lứt nè. Thầy chỉ gạt được những người nhẹ dạ cả tin thôi chứ gạt được ai? Đường nó không bùng phát khi vào cơ thể. Và khi mà nhiều ngày chúng ta ăn đường nó chỉ dao động ở cái chừng mức là 300 trở lại. Sau bữa ăn lên tới 300 rồi bắt đầu nó xuống. Sau bữa ăn lên 300 nó xuống là không có vấn đề gì đâu. Nên yên tâm. 2 tiếng đồng hồ chúng ta lo lại. Nếu đường ở cái mức khoảng 250 thì không có gì nguy hiểm. Dưới 227 là đường huyết bình thường. Ngủ thức dậy 230 trở lên mới được gọi là đường huyết cao. Tuy nhiên vậy sau khi ăn 2 tiếng đồng hồ mà đường chúng ta dưới mức 280 xem như bệnh tiểu đường chúng ta đã ổn định. Đối với chúng tôi, bệnh tiểu đường không phải là bệnh nan y, rất là dễ trị sau 4 ngày. 4 ngày đối với tôi thôi, 4 ngày thôi là hết vĩnh viễn, không tái lại. Qua điều này là Bộ Y tế Việt Nam phải vào cuộc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO phải vào cuộc xác minh để trao giải Nobel y học cho ngài Thích Tệ Hại rồi. Bệnh tiểu đường tồn tại hàng trăm năm nay mà các bác sĩ, các nhà khoa học chưa tìm ra một phương thuốc nào để điều trị dứt điểm. Mới đây, các nhà khoa học đã tìm ra một phương án trị bệnh tiểu đường bằng cách ghép tạng tụy mà cũng không cam kết là trị hết vĩnh viễn bệnh tiểu đường. Nhưng mà không ngờ thằng y Tệ Hại lại có phương thuốc điều trị bệnh tiểu đường hết vĩnh viễn chỉ sau 4 ngày điều trị. Nếu quả thật là như vậy thì ngài Tệ Hại rất xứng đáng được nhận giải Nobel y học. Các cơ quan chức năng nên vào cuộc xác minh làm rõ. Nếu quả thật là cái bài thuốc này có hiệu quả thì phải nhân rộng mô hình lan truyền, lan tỏa cho toàn thế giới sử dụng. Hay đây chỉ là những lời bốc phét bố láo của ngài Thích Tệ Hại? Và nếu như đây là những lời ma mị, thông tin sai sự thật thì phải xử lý để răn đe. Nếu như không uống thuốc tiểu đường thì tụy tạng từ từ nó sẽ khôi phục, nó tự điều tiết lại, tự cân bằng lại. Nếu mà tuyến tụy bị hư mà khôi phục được thì các nhà khoa học bác sĩ đâu cần ghép tụy làm gì? Sau đó mà chúng ta có thể tăng thử lên, ví dụ như chén sau khoảng là 3 tháng chúng ta gìn giữ là một chén. Thì thỉnh thoảng chúng ta ăn thử 1.5 chén coi nó làm sao. Ví dụ vậy, thì ăn 1.5 chén dưới 3 tiếng đồng hồ bị mất tiểu thì là làm sao? Không phải là bị tiểu đường lại. Cơ thể mình đang tốt cho nên là trong quá trình biến dưỡng đường huyết nó nhiều đường. Thì thôi bữa sau tôi ăn ít lại là xong. Chứ không phải là tôi bệnh tiểu đường không hết cho nên tôi ăn bậy cái đường nó lên, không phải. Đừng có nghe cái câu đó mà lầm. Lỡ như tôi ăn muối sầu riêng tôi thèm, tôi ăn muối thứ hai lên tới 400 thì đi bộ hay làm gì một chút cho nó xuống xong. Chứ không phải tôi tiểu đường cái tôi ăn cái đường nó lên cao. Người nào ăn cũng lên hết á. Nhưng mà cái chuyện xuống hay không là do từng người. Cái người mà tụy tạng có vấn đề thì đường nó chậm xuống hơn cái người tụy tạng khỏe. Chứ bệnh tiểu đường đâu có nghĩa là nan y mà chúng ta bị hiểu lầm. Bởi vì có nhiều người trên thế giới này bị dọa chết hơn là bị bệnh chết. Bị dọa chết hơn tới 60% và bệnh thật để chết dưới mức 20%. Còn nếu như mà nghe theo thầy Tệ Hại ăn gạo lứt để trị tiểu đường thì chắc chắn chết 100%. Thành ra tùy cái kiểu trị của mình. Nếu chúng ta thực sự có những cái hiểu biết đúng đắn về sức khỏe thì cái gì xảy ra là mình biết cách để có thể chỉnh sửa mình liền tại chỗ đó. Đó, áp huyết lên cao chúng ta có cách.
đường lên cao, chúng ta có cách chỉ thở thôi là hạ đường, thở thôi là hạ huyết, thở thôi là cân bằng nhịp tim là xong chuyện. Trời ơi, có vụ này nữa hả? Rồi ai thở không nổi nữa là đem chôn phải không? Đối với dưỡng sinh nó là như vậy. Tại ra dưỡng sinh nó không phải là ăn nữa, mà là điều từ tâm, điều từ tức, thì điều từ thực phẩm. Và cuối cùng là cái cách điều tiết ăn uống ngủ nghỉ của mình một cách ổn định nhất, là chuyện gì về sức khỏe chúng ta cũng có thể điều tiết được. Nói như ngày tệ hại thì đâu ai bị bệnh, đâu ai đi bệnh viện đâu. Vừa rồi thầy Thích Tệ Hại đã chia sẻ một cái bài thuốc trị tiểu đường bằng gạo lứt. Lần đầu tiên tôi nghe được cái bài thuốc trị tiểu đường bằng gạo lứt, và ăn gạo lứt thì tạng tỵ sẽ tự phục hồi. Mọi người hãy khoan tin và chớ vội làm theo, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Mọi chuyện hãy để cơ quan chức năng vào xác minh điều tra làm rõ xem điều này có thật sự là như thế không, có đúng như những gì ngài Thích Tệ Hại nói hay không, hay chỉ là những lời ma mị tung tin sai sự thật để trục lợi từ việc kinh doanh gạo lứt, bán gạo lứt cho các Phật tử và những người bị bệnh tiểu đường. Kính thưa quý vị và các bạn, âm thanh vừa rồi báo hiệu thời lượng phát sóng chương trình đã hết. Phần thi của ngài Thích Tệ Hại sẽ được tiếp tục vào chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn xem chương trình nếu thấy thích hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ Phương Đức nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.